nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống quản lý nhà nước về tôn giáo 2 tháng 8 1955, 2 tháng 8 2023, Chư Tôn Đức Thường Trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã đến thăm chúc mừng Ban Tôn giáo tỉnh tại trụ sở của Ban Tôn giáo số 01 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Thành, thành phố Tam Kỳ. Đoàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh có Hòa Thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự, kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Viên Trừng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Trị sự, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Huệ Phát, Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo tỉnh, Đại Đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Đại Đức Thích Chân Lý, Trưởng Ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh, Đại Đức Thích Thắng Thiện, Trưởng Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh, quyền Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh. Đón đoàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh có ông Mai Quang Vĩnh, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam, bà Nguyễn Thị Tâm, Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo, cùng quý vị lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Ban Tôn giáo tỉnh. Tại đây, Hòa Thượng Thích Phước Minh gửi lời chúc mừng tốt đẹp, lời cầu chúc an lạc, hạnh phúc đến Ban Tôn giáo tỉnh. Nhân đây, Hòa Thượng thay mặt Phật giáo tỉnh tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban Tôn giáo đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để các Phật sự của tỉnh nhà được thành tựu như sở nguyện. Ông Mai Quang Vĩnh bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của Chư Tôn Đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cảm ơn tấm lòng của Chư Tôn Đức và chúc cho toàn thể tăng ni Phật tử trong tỉnh mùa an cư, đạo nghiệp tăng trưởng, Phật sự viên thành. Đồng thời, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam mong muốn thời gian đến, Ban Tôn giáo và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ có sự kết nối chặt chẽ hơn nữa, cùng đồng cảm chia sẻ nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.